Con không thương con không hết, thương cháu ngoại không hết. Ngoài đời xã hội để đánh giá tình cha con mình. Hình ảnh đó đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của cô bác, của anh chị. Con còn nhớ ai không? Ấn tượng về một người nào đó hay không? Con nhớ thằng cục giò đó, lên thằng gì quên rồi trời. Nó đi bộ đội cái gì đó, cục hai giò sát tán gì luôn rồi. Đau khúc khúc. Thằng thứ 8 về rồi thứ 9 con đúng là cảm thường của cha đó. Có nghe ngoài đời xã hội với người này nọ chiến đấu để đối cha con mình đó, thì cha còn tới lui, nếu cha con sống bắt còn tới lui. Mục đích của video clip ngày hôm nay á, Bùi Hồ không phải chia sẻ câu chuyện vì sao ông lại về đây. Dạ, Bùi Hồ xin chào cô bác quý anh chị. Hiện tại Bùi Hồ đang có mặt tại huyện Kế Sách của tỉnh Sóc Trăng. Và phía dưới con sông này, hơn 6 tháng về trước, người ta bắt gặp hình ảnh một ông cụ hàng ngày vẫn treo chiếc xuồng nhỏ nhặt ve chai mưu sinh. Và sau đó một thời gian người ta lại không thấy mặt ông nữa. Nói đến đây thì chắc có lẽ là cô bác quý anh chị sẽ biết là ai đúng không? Đó là ông Tư, một ông cụ nhặt ve chai mưu sinh sau 31 năm thất lạc với con của mình. Đó có một cái cuộc đoàn viên với lại những người con sau 31 năm thất lạc. Và ngày hôm nay quay trở lại đây, Bùi Hồ muốn chia sẻ lại cho cô bác quý anh chị về câu chuyện của ông Tư. Sau 2 ngày ông quay trở về lại vùng đất Sóc Trăng này. Mục đích của video clip ngày hôm nay á, Bùi Hồ không phải chia sẻ câu chuyện vì sao ông lại về đây. Mục đích Bùi Hồ muốn trao cho ông lại cái số tiền mà trước đây chị Cẩm Hường là con nuôi của ông Tư á, đã nhận đứng tên cái số tiền tiết kiệm 15 triệu đồng. Hôm nay ông trở về đây thì Bùi Hồ sẽ đại diện cho chị trao lại cái số tiền, cũng như là Mạnh Thường Quân trao lại số tiền cho ông Tư. Mình sẽ không nhắc nhiều về cái câu chuyện vì sao ông về đây và lúc ông sống ở Cà Mau như thế nào. Chắc có lẽ là khi xem đoạn clip này đó thì cô bác với anh chị, tất cả các Mạnh Thường Quân sẽ thất vọng nhiều. Thất vọng cho ông Tư và thất vọng cho chị Cẩm Hường, kể cả anh Sầm Hưng là con ruột của ông Tư. Thất vọng cho ông Tư vì đến cái từng tuổi này rồi, tại sao ông không ở yên để sống với con cái khi con cái có nhà cửa đàng hoàng. Thất vọng cho chị Cẩm Hường vì biết đâu đó mọi người vẫn vè biểu với nhau gần, sau khi chị có một cái ngôi nhà ổn định, có cơ ngơi đàng hoàng nuôi hai đứa con, thì có phải chăng chị đã hắt hủi ông Tư tìm mọi cách để đưa ông về đây. Và thất vọng rằng vì sao ngày hôm nay ông Tư đã về đến đây 2 ngày, anh Sầm Hưng là không có mặt ở ngay tại vùng đất Sóc Trăng này. Bùi Hồ á thì chỉ là người kết nối để cho những người mà cha con có duyên gặp lại với nhau thôi. Có nhiều cô bác quý anh chị lại nói rằng Bùi Hồ là một đạo diễn xuất sắc, và trong đó ông Tư là một người diễn viên tuyệt vời để có thể diễn ra một cái kịch bản nó như trong một cái bộ phim nhiều tập. Xã hội mà, nói sao cũng được. Có những cái bình luận á, tích cực thì tốt, có những cái bình luận tiêu cực thì những người ở trong cuộc họ lại cảm thấy khó chịu. Và đặc biệt ngày hôm nay khi ông Tư về đây mà chị Cẩm Hường có một ngôi nhà khang trang, thì cô bác quý anh chị sẽ nói rằng chị Cẩm Hường sẽ khác đi sau khi có nhà cửa đàng hoàng. Chúng ta còn nhớ được cái hình ảnh ngày đầu tiên mà chị Cẩm Hường gặp ông Tư cách đây gần một năm trước. Đau khúc khúc.
thằng thứ 8 về rồi thứ 9. Dài xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng dân lên rồi làm sầm hưng thì cổng ẩm qua bên. Dạ. Trước mặt cha nè. Chưa đau khổ lắm Hường ơi. Đi chứ chờ mong vẫn mà chờ gì à, thăm mấy con rồi cha đi cha chết cha cũng không buồn được. Nhưng mà cái cha cái số mạng cha lần đợt đau đau vậy đó. Gần 40 tuổi đời, nhưng chị Hường bỗng như bé lại trong vòng tay ấm áp của người cha sau hơn 30 năm thất lạc. Cũng gần 40 năm ấy, quãng thời gian quá dài cho một kiếp người gặp lại con mình trong một cái cảnh không ai ngờ tới. Gia đình đó thì người còn người mất, khiến ai cũng đau lòng. Nhưng đối với ông Tư, hôm nay có lẽ là ngày ông vui nhất trong cái khoảnh khắc cuối của cuộc đời. Thôi, dù sao cũng đã qua rồi. Những giọt nước mắt hạnh phúc của tình phụ tử đã lăn dài trên má của những người trong cuộc và cả những người được chứng kiến như tụi mình. Sau đoạn video clip này, rất mong ông Tư và con của mình sẽ có những ngày sum họp trong một căn nhà ấm cúng hơn để chấm dứt một khoảng thời gian lên đên quá dài đối với ông. Dạ, không biết nữa. Chị này là chị Cẩm Hương. Ông cụ nhớ giống tên của ai không? Ông cụ nhớ Cẩm Hường là tên của ai không? Tên của con nuôi của đứa con tên Cẩm Hường. Dạ, ông cụ nhìn con có giống ông cụ không? Có đúng là Cẩm Hường của ông cụ không? Con của ông cụ năm nay là bao nhiêu tuổi? Cỡ ba mấy gì đó hả? Ba mấy chứ không được 40 đâu. Đó là Cẩm Hường là có phải là con ruột của ông cụ hay không? Hay là con của riêng của vợ ông cụ? Con riêng. Con riêng của vợ hả? Dạ. Rồi ông cụ còn nhớ cái gì, còn nhớ cái gì về Cẩm Hường nữa không? Ví dụ như hồi nhỏ ông cụ có thương yêu hay là có quýnh đập hay là có đối xử tàn nhẫn? Thương yêu nó lắm. Biết nó giàu con riêng của bên vợ nhưng mà tôi cũng cưng nó dữ lắm. Trời ơi, tôi đi mặn trốn hai đứa con không à. Nó sao nó thích mẹ nó. Đi là dỗ cho nó ngủ rồi bắt cái thau băng á, cho nó ngủ, lưa cho nó ngủ rồi đó mới đi được. Còn gì ở sớm mà mời đi chơi hay đi nhậu nhẹt thì chơi thì là hai đứa nó đeo quần là ta kêu tôi là phẩm công không đó. Rồi bên vợ ông cụ có còn nhớ được cái tên của ông và vợ hay là bà và vợ hoặc là những cái người em vợ hay là không? Ông cụ còn nhớ ai không? Ấn tượng về một người nào đó hay không? Còn nhớ thằng Cúc Giò đó, lên làm gì quên rồi trời. Nó đi bộ đội cái gì á, cục hai giò sát tháng gì luôn rồi. Đâu cũng khúc. Thằng thứ 8 về rồi thứ 9. Con đúng là Cẩm Hường của cha đó. Mẹ nói là đó cha đi ngủ lúc nào cũng cổng vào trên lưng hết trơn á. Dài xuống theo nhà cụ bác rồi chơi cụ cổng trên lưng rồi làm sầm hưng thì cổng ẩm qua bên. Dạ.
Rồi cô giờ ở đâu? Ở chỗ ông ngoại không? Chở mẹ. Nó yêu cầu gặp con, ôm con, hôn con. Để giả trừ cho tôi về với con này gì không được. Ông Tư ôm chị Hương đi. Gặp con trước mặt cha nè. Như thế chị con. Dạ. Chị bỏ điện thoại cho ông. Chị đau khổ lắm Hương ơi. Đi chứ chờ mong vẫn mà chờ gì à, thăm mấy con rồi cha đi, cha chết cha cũng không buồn nữa. Nhưng mà cái cha, cái số mạng cha lận đận đau đau vậy. Hình ảnh đó đã lấy đi rất là nhiều nước mắt của cô bác của anh chị. Thằng Sầm Hân, con của ba đây sao? Câu nói nghẹn lòng của ông Tư. 31 năm ra đi, 31 năm quá dài cho một kiếp người, quá dài cho thời gian gặp nhau của hai cha con. Tình phụ tử. Giống em ngồi chứ. Nhưng cái gì hoàn cảnh nó chả kể. Bên mấy cậu con bà ngoại có vậy, tình gã cha mới đành bước cuộc bỏ con thôi. À, ẩm con xuống rồi thì là con chín con đòi bồng con lại ngồi trong lòng đó vậy. Hôm nay con làm... con cũng có buồn, mình cũng không biết mặt cha làm sao, rồi mình không biết đường mà kiếm cha nữa, cũng muốn đi kiếm lắm. Cha đó thì con, cha chỉ là ôm con được trong vòng tay của cha. Vậy cha để giọng đêm ngồi chứ. Ngồi đi. Cha thấy có gì hạnh phúc bằng có hai đứa con ở bên cạnh không? Vậy đó, mà nỡ lòng nào bỏ hai đứa lại vậy đó. Và bây giờ khi đã có được rồi, tìm gặp được rồi, cha cũng không chịu về sống với con nữa. Rồi thật sự là con không biết làm sao hết trơn á. Bây giờ bỏ cha ở đây, cha cứ lên lên như vậy hoài, làm sao mà con ở với con yên tâm được. Con không làm gì được luôn á. Thôi bây giờ cha nói vậy nè, từ đó giờ cha con mình cũng xa nhau. Mà giờ cha cũng được an tịnh rồi. Thì bây giờ đó, cha về dưới thì cũng nhiều cái hoàn cảnh. Chứ các con thì cha không cầm lòng đậu. Không phải gặp các con mà cha mới khóc đâu. Ban đêm là cha khóc rồi. Cha nhớ hai con hồi đó. Cha đi ở nhà Bun, nhà Dưỡng Út hay là nhà Út Tám đồ này đó. Đó. Là hai con đứng bên vậy. Rồi cái cha nhậu khi tối rồi thì đứa nằm ngoẻo bên đây, đứa nằm ngoẻo bên đây. Mà kêu con lên mùng mấy đứa nhỏ con có Nhân Út rồi ngủ cũng không. Quẻo lên đó ngủ mà, rồi cha cổng gì á. Chỉ uống rượu cổng gì á. Chứ để con nằm vô mũi cắn cha cũng đâu có chịu nổi. Con mũi cắn á, cha không chịu nổi. Rồi cha nghĩ đi, rồi giờ cha sống như vậy á, làm sao bọn con chịu nổi. Thà trước kia á, con không biết, không hay, không biết như thế nào hết. Cứ nghĩ là cha ấm vui, hạnh phúc bên một gia đình mới thì con yên tâm được. Còn bây giờ về đây làm sao mà con yên tâm được, con có thể bỏ cha ở đây được. Hồi hôm á, có chị Lan ở, chị Thanh Lan ở Long An á, chị nộp điện cho con á, nói chuyện hai chị nói chuyện một tiếng đồng hồ luôn á. Là chị cũng mong á là cha về ở với con. Chị nói đêm hôm. Hôm nay lên đây gặp cha là nhắn lại, nói với cha là phải về sống với con đi. Cha sống như vậy á, con cái cũng không yên tâm làm được, mà cha cũng nhớ nữa.
Bây giờ bao nhiêu năm rồi, nửa đời còn lại á, thì nhờ cha để dành cho bọn con luôn đi chứ cha. Cứ sống như vậy sao được. Lan nào, Lan ở đâu? Con không biết, chị ở Long An á. Chị chỉ xin số điện thoại của con từ mấy em nè. Rồi chị điện. Và còn có chú ở Vĩnh Long nữa, cũng quan tâm tới cha nhiều lắm. Ừ, đêm hôm mấy chú gì ở Vĩnh Long nói tên dạ. Quên nói rồi quên. Ờ, ông Tư, ngày hôm nay gặp được con của mình á, anh Sầm Hưng á, ngay tại chỗ này thì ông Tư thấy con của mình có giống mình nhiều lắm không? Con giống 10 con giống được 9. Bởi vì gương mặt nó thì nó hơi tôi hồi đó thì cũng vừa chung người chứ không mà không muốn. Anh Sầm Hưng á thì chắc có lẽ là không nhớ ký ức về cha của mình ngày xưa, mà chỉ nhớ qua lời kể của chị Cẩm Hường thôi. Những người mà xem được những cái đoạn clip mà anh em chia sẻ rằng không có cuộc hội ngộ nào nó vui hơn cái cuộc hội ngộ này, và không có một cái câu chuyện nào mà nó xúc động như cái câu chuyện của ông Tư. Rồi sau đó ông Tư về lại thời gian, về lại Cà Mau thì ở xóm này á, người ta gieo mừng. Ở dưới Cà Mau á, thì người ta lại chúc phúc cho một ông cụ nhặt ve chai. Thật sự có biết nước không anh Hưng? Hả? Có biết không? Có biết ông Tư gì không? Có biết. Biết hả? Biết. Ôi trời ơi, là mất vui rồi. Tạo cho anh bất ngờ, đừng có buồn tụi em nha. Dạ không có gì, tại vì chị Hưng có nói hả vậy? Sáng anh sĩ ở trên kia không có điện. Vậy đi, chú sĩ điện cho cha. Dạ. Sáng chú đó tính bữa thứ bảy này chở thôi về dưới này nè. Dạ. Ông Tư đứng bằng nhau luôn á. Dạ, ông Tư giờ còn cứng mà đi mạnh luôn mà. Con giữ lên đi đâu chưa? Dạ con mới tới. Vậy đó hả? Dạ. Cháu ngoại của ông Tư sáng nay có đi học không biết. Sáng thằng lớn đi học, thằng nhỏ mới kêu nó đi mua đồ. Dạ. Rồi, đi vô. Mình làm bất ngờ mà anh không biết chết luôn rồi. Kêu cha gì đây ở. Chị Hưng rồi có nhà gọn không? Sao nè. Cái giường đó là chị Hưng mua. Mua cho cha giường nè, mùng nữa nè. Đó, gối rồi chồng cho. Chị chặt chồng mua cho nó lên đâu. Dạ. Dạ ơi, nghe bất ngờ cho con dữ vậy hả? Bởi vậy. Thấy không? Thấy con sống gì đây đó. Vậy đó thấy không? Nè, con mua cho cha ngủ nè. Nó. Nó. Rồi, cha ngồi đi, cha ngồi đi. Con đang chặt con vịt. Kêu mẹ quá đừng có mận rồi, vậy mận. Ủa, còn ai nữa? Còn bác ba, bà. Ba. Đâu? Đâu rồi? Ba đâu? Bác mẹ không cần. Rồi, đi anh Hưng. Mà đúng rồi, con gọi mà hôm nay cũng hay cái không? Muốn khóc luôn, muốn khóc luôn. Ôi, tay con dơ lắm. Dạ, tay con dơ. Trời ơi. Này là sau Tết là vui ghê á. Tuy nhiên sau 6 tháng sinh sống, nội tình thì như thế nào mình không xen vào. 6 tháng vừa qua thì đối với ông Tư chắc có lẽ rất là nhiều cảm xúc. Và đối với chị Hường cũng như là tất cả cô bác quý anh chị đã xem kênh. Người ta thường nói là nếu như không có ông Tư á, thì chị Cẩm Hường sẽ không có ngôi nhà. Và chị Cẩm Hường nhờ phúc của ông Tư mới có được như ngày hôm nay. Trước khi quay đoạn clip này, Bùi Hồ có hỏi rằng chị có dự định là rước ông Tư quay về lại Cà Mau hay không. Thì chị Cẩm Hường nói rằng là khi nào mà cha của chị á yếu, ăn không được, uống không xong, hoặc là cần người giúp đỡ thì chị sẽ rước về nuôi.
Còn thời điểm bây giờ thì cha của chị cảm thấy sống ở trên này vui hơn thì chị cũng không biết làm sao nữa. Là đối với cuộc đời của ông Tư đã trải qua những ngần ngấy thăng trầm, tuổi già chỉ mong muốn sống yên ổn với con mình. Mặc dù ông Tư, cô bác với chị cũng biết là cũng có nghiện rượu, khi mà lúc ông lên đên ở trên sông á, cũng có lúc chén rượu ly trà. Nhưng mà ngày hôm nay đây là một đoạn clip mà rất là xúc động khi mà Bùi Hồ chia sẻ cho cô bác với anh chị xem. Cũng rất là thất vọng vì mọi người cho rằng là ông Tư cũng như là chị Cẩm Hường đã phụ lòng Mạnh Thường Quân. Một cái chi tiết nữa Bùi Hồ muốn nói với cô bác với anh chị, có rất là nhiều bình luận ác ý cho rằng là Bùi Hồ là khi mà trao clip cho những cái hoàn cảnh nào 1 triệu, 2 triệu hay là 500 á, thì người ta sẽ nói như thế này: nếu như là gặp chị Cẩm Hường á thì Bùi Hồ sẽ trao 5 triệu đồng, còn những cái hoàn cảnh khác thì trao chỉ 1 triệu 500 hoặc 2 triệu thôi. Thưa rằng với cô bác với anh chị như thế này: từ ngày chị Cẩm Hường nhận cất nhà cho đến cái thời điểm hoàn thành ngôi nhà thì Bùi Hồ không nhận bất cứ một hỗ trợ nào của quý Mạnh Thường Quân. Chỉ có rằng trước đó Bùi Hồ nhận hỗ trợ của Mạnh Thường Quân là trao cho Đăng nè, Hải ăn học nè, trao cho anh Hưng để xây cái nhà vệ sinh nè. Bùi Hồ có hỗ trợ chị Cẩm Hường lên Sài Gòn chạy xe của Bùi Hồ không tính tiền, để mà chở chị Cẩm Hường đi nhận một cái số tiền của Mạnh Thường Quân để mà mua cái nền nhà. Mục đích duy nhất của Bùi Hồ muốn là khi lúc đó trường học của Hải có hỗ trợ một cái ngôi nhà mơ ước cho bạn bè thì Hải được một cái suất đó. Bùi Hồ muốn nhận cái số tiền, muốn chị Cẩm Hường nhận cái số tiền đó để mà nhà trường hỗ trợ cất nhà. Tại vì nhà trường nói là nếu như có cái nền thì nhà trường mới hỗ trợ cất nhà. Và từ đó về sau thì Mạnh Thường Quân có gọi Bùi Hồ cũng không nhận bất cứ một đồng nào từ Mạnh Thường Quân. Cô bác quý anh chị nhớ rằng là trong ngôi nhà của chị Cẩm Hường cất có hai Mạnh Thường Quân rất là lớn mà Bùi Hồ cũng không bao giờ nhận. Một Mạnh Thường Quân ở Sài Gòn và một Mạnh Thường Quân ở Mỹ giấu tên. Và hai Mạnh Thường Quân này đều giấu tên thông qua kênh của Đạt Đồng Tháp nhận và trực tiếp cho chị Hường. Chứ Bùi Hồ không nhận bất cứ một khoản nào về việc xây cất nhà cho chị Cẩm Hường. Ngày tân gia các anh em cũng xuất tiền ra, tiền túi ra để mừng ngày tân gia của chị Cẩm Hường. Cô bác quý anh chị cũng nhớ là như vậy: mừng tân gia nhà mới Cẩm Hường, chúc tân gia nhà mới Cẩm Hường. Nhưng mà cái bạn của ông bà cô bác trong nước ngoài nước đi đua ngày nói cha dắt con đi qua mấy năm giờ tình cha con rất là trên mạng trong nước ngoài nước cô bác rồi em trợ cho cha con tôi vợ con tôi được tới nhà tôi cũng mừng. Chị cháu ngoại tôi cũng chào mừng cô bác trong nước mà được luôn, cũng rất vui vẻ hân hạnh. Mấy cái là cũng như con gái chú hoài dạ. Chúng đây là thực tế con có nhà cửa chú ấm mừng được con dạ. được như vậy là sự hãnh diện rồi, mà không còn là mướn nhà trọ rồi tới tháng mới đóng tiền này thì nọ tùm lum lại rồi. Cái này là thuộc về trực thuộc của mình rồi. Đâu rồi chị, đâu mất tiêu rồi, rước em hả chị? Dạ cho bà Sáu ra nhận luôn đi. Đây đây đây, chị Hương về tới luôn. Đây này cũng một cái bức tranh là phát lộc phát tài. Nó mong nhà mình sẽ làm ăn phát lộc phát tài ha. Chắc chắn là vậy rồi. Dạ. Cái phần em mua không? Còn cái này là một cái gì chị mở này ra đi. Coi cái ta. À, này là các anh em của tụi em để mà chúc mừng cho chị nhà mới, phải có gì đồ cho nó mới hết trơn. Sẵn thua ra luôn đi ha. Cũng suy nghĩ đắn đo lắm, không biết là tặng cái gì. Đố chị gì á? Để chị đó người ta. Không biết luôn. Và chị đố cô ra biết liền. Có cần chị nhắm mắt không? Nhắm mắt đi. Rồi nhắm mắt nha. Nói vậy chứ đây là cái đồng hồ gì? Đồng hồ treo tường. Đồng hồ quả lắc á. Để hàng ngày chị canh giờ đó. Để biết giờ là nó đi. Con bánh tráng. Này để ngày mai chị bắt ốc treo lên. Treo lên gần ngay chỗ cái tấm lập đó chị, dưới mẹ Quan Âm á.
còn bên đây nữa. Đây nữa. Rồi. Rồi lấy thằng hộ số xuống đó. Dạ. Kéo ra. Mày cứng quá, hồi hộp quá. Quà này nặng mà. Rồi. Rồi, cái đồng hồ. Ồ, đẹp quá. Cái đồng hồ này thấy nó cũng hợp với nhà của mình á. Nó là hình một cái ngôi nhà. Cái này là chị gắn pin vô treo. Đó. Mọi người thấy có đẹp không? Dạ. Rồi, chị cảm ơn mọi người nhiều lắm. Dạ, này là mấy phần quà của các anh em để mà tặng cho chị, mong chị sẽ có một cái ở trong một cái ngôi nhà mới thì sẽ gặp được nhiều thuận lợi mới nè, rồi làm ăn càng ngày càng phát triển. Và hôm nay đặc biệt là buổi chiều như thế này, lại tự nhiên giữa trời nóng bức mà lại xuất hiện một cái cơn mưa. Đây là dạng sự lành đó chị. Còn một cái phần quà nữa chị. Còn dựng cái bức tranh nó qua giúp thôi. Còn hai phần quà đặc biệt nữa chị. Còn bánh kem nữa. Cái phần quà này thì cũng thay mặt của Mạnh Thường Quân ở dấu tên cũng em đưa cho chị. Gửi đến cái phần quà này cho chị luôn, mình tham gia nhà chị ngày hôm nay. Thì trong đó có khắc những dòng chữ thì chị chưa ra thì có thể chị thấy. Nè chị chắc lên luôn đi chị. Mở ra một cái bự thì ở thường. Chị có chọn mấy giờ để mà mình sẽ mời khách mấy giờ không? Chị mời khách 4 giờ. Hồi nãy 4 giờ là xuất hiện một cơn mưa lớn lắm. Lấy cẩn thận nha. Cái này là có tiền nữa nha. Wow, có tiền đô luôn nè. Có vàng nữa nè. Chị để tầng dưới, cái đó tầng dưới. Mình quay ra phía trước luôn chị. Ngựa quay vô ha. Ngựa quay vô, rồi rồi một cái bên kia nữa cho chị để tầng trên mình nha. Đâu? Okay. Hai cái đặt. Dạ, cái này quay ra ngoài trước được. Này là mặt con ngựa này quay ra trước đây. Là có ý nghĩa như thế nào không? Là mã đáo thành công. Đúng. Quay chữ ra phía trước cùng quay này ra trước. Đúng rồi. Mừng tân gia nhà mới Cẩm Hường. Chúc tân gia nhà mới Cẩm Hường. Nhưng mà không biết là cái Mạnh Thường Quân này là ai. Thì thôi chị cảm ơn cái Mạnh Thường Quân này nhiều lắm. Cô Mạnh Thường Quân nhờ Đạt sẽ mua giùm bánh kem gửi đến cho chị trong ngày tân gia. Nè chị gắm này lên luôn nè, chứ tí xíu mình đốt á. Cái đó là có bông á. Bây giờ chắc cái cảm xúc bây giờ khó tả lắm hả chị Hường? Đó giờ đây là lần đầu tiên chị được nhận quà lớn như vậy luôn á. Mấy ngày mà trước khi dọn nhà vô đây ở thì chị như thế nào? Tại vì em thường nghe mọi người nói chuẩn bị dọn vô nhà mới thì những đêm trước đó là khó ngủ lắm. Đúng rồi, là và ngủ được. Cứ thao thức hoài để mong cho trời mau sáng. Và đặc biệt là ngày nay là ngày 29 tháng 2, cũng là một cái ngày khá là tốt và phải gọi là gặp nhiều may mắn á, thì cái cảm giác của chị như thế nào? Thì cũng như mọi người khác vậy đó, là cái thời điểm mà cái căn nhà sắp gần hoàn thiện là hầu như chị chẳng ngủ luôn á. Yeah. Chị cứ mong cho nó mau tới, mau hoàn thiện, mau đến ngày như thế này để mau cái ngày mà mình được vô đây ở. Dạ. Hôm nay thì đúng là được đứng trong căn nhà của mình ở đó, thì vui lắm. Không biết nói gì luôn đúng không? Không biết nói gì hơn. Lại hôm nay lại được nhận những món quà lớn như vậy là đúng là tràn đầy tình cảm của mọi người dành cho chị cảm ơn nhiều lắm. Đây là tình cảm của mọi người dành cho chị thôi. Món quà thì nó không lớn nhưng mà lớn về mặt tình cảm, về mặt tinh thần. Mong là những cái món quà như thế này, và đặc biệt là món quà rất là lớn đó là cái ngôi nhà, nó sẽ giúp cho chị không những là nơi tránh mưa tránh nắng mà nó sẽ còn là một cái mái ấm thật sự cho những ngày mà chị với lại Hải với Đăng cũng như là ông Tư có một cái nơi gọi là chưa an cư, bây giờ an cư lập nghiệp, để mà có thể cùng nhau để mà làm cho càng ngày càng phát triển hơn nữa. Mình coi như là ngày hôm nay là thoát khỏi những cái quãng ngày mà sống với lại nhà trọ. Nhớ lại cái những ngày mà khi mà phải sống lên đên ở trọ thì như thế nào hả chị ha? Thật sự là chị không dám nhớ tới những cái ngày mà sống ở trọ thì
có cái, những cái căn trọ như như cái nhà đang ở bây giờ đó là hạnh phúc lắm rồi. Trước kia chị còn ở cái căn nhà trọ nó vừa chật hẹp vừa nóng lực, mà thậm chí ban đêm mấy em thấy trời mà mưa là ba mẹ con ngồi không, mà tại vì ba bên bốn phía nó tạt vô ướt hết, không có chỗ nào để nằm ngủ hết, chỉ cứ ngồi như vậy đó rồi cứ rút với nhau vậy đây nè, đặng cho nó mau hết mưa mới lau khô rồi mới đi ngủ được, nó vất vả lắm. À, những tưởng rằng câu chuyện của một ông cụ nhặt ve chai về đầm ấm bên con cái sẽ kết thúc từ lúc khai trương nhà của chị Cẩm Hường, và đến thời điểm này là 2 tháng rồi Bùi Hồ mới quay trở lại clip của ông Tư và chị Cẩm Hường. Nói là từ clip đó thì Bùi Hồ sẽ không bao giờ quay lại bất cứ một clip nào về ông Tư nữa, vì mọi người cũng biết rằng đó, cô bác quý chị cũng biết rằng chia sẻ lên mạng thì nó sẽ không tốt lắm, nó có những cái câu chuyện riêng tư ở trong nhà mình không muốn nói ra, mà chia sẻ nhiều cũng không hay, chỉ những người trong cuộc, những người sống chung người ta mới hiểu với nhau thôi. Hôm nay đến đây, mục đích chính duy nhất của Bùi Hồ là cho cô bác quý anh chị hiểu ông Tư đã trở về lại vùng đất Hậu Giang này, tiếp tục công việc nhặt ve chai sau 6 tháng về Cà Mau sinh sống. Mục đích thứ hai là chia sẻ đoạn clip này cho cô bác quý anh chị, tất cả mạnh thường quân đã từng ủng hộ ông Tư, số tiền mà Bùi Hồ nhận được trước đó trao cho ông Tư và giữ cho ông Tư là 15 triệu đồng để mà làm sổ tiết kiệm. Và Bùi Hồ cũng, chị Cẩm Hương có nhờ Bùi Hồ, có chuyển cho Bùi Hồ là đây là số tiền 15 triệu chuyển cho Bùi Hồ để đi trao lại cho ông Tư. Vì đâu đó ở trên mạng có thể nói rằng tại sao số tiền này chị Cẩm Hương lại giữ mà không trao cho ông Tư. Ở đây thì có ông Tám là cậu của ông Tư nên Bùi Hồ sẽ trao cho ông Tám làm sổ tiết kiệm gửi cho ông Tư. Ngày hôm nay chỉ có thêm tiếc một điều nữa cô bác quý anh chị, không có chị Cẩm Hường lên đây để trao trực tiếp cho ông Tư và Bùi Hồ phải đại diện, cũng không có anh Hưng. Thôi thì cuộc sống mà khi gắn kết với nhau nó không phải như là một cái cỗ máy khớp với nhau là nó cứ chạy mãi, mà cuộc sống con người cũng có lý trí, cũng có con tim, cũng có cảm nhận, cũng có những khuất mắc riêng ở trong cái bản thân của mọi người, và để hợp hay không là nó một cái chuyện khác nữa. Nhưng mà thôi thì ông Tư về đây cảm thấy sống vui vẻ rồi, cảm thấy sống dưới dòng sông này nó đã vui rồi, chỉ mong ông Tư có một cái sức khỏe dồi dào, không nhậu nữa thôi. Và không nói nhiều nữa, mời cô bác quý anh chị cùng tiếp tục vô trong đây để mà Bùi Hồ sẽ trao tiền cho cậu Tám cũng như là ông Tư với số tiền 15 triệu đồng nha cô bác quý anh chị. Mời cô bác quý anh chị cùng vô đây với Bùi Hồ. Trước khi thực hiện đoạn clip này đó thì Bùi Hồ có điện cho cậu Tám là một người cậu của ông Tư ngay tại vùng đất Sóc Trăng này. Và hôm nay thì con cũng đã nói với ông Tư là con sẽ không ghi hình, quay clip về cái cuộc sống ông Tư nữa. Tuy nhiên thời điểm này con có nghe không, nghe tin được là ông Tư trở về lại vùng đất Hậu Giang này sinh sống để tiếp tục nhặt ve chai. Thì ông Tư về được mấy ngày rồi ông Tư? Dạ, hôm nay là 3 ngày. Dạ, tự chạy về hay là như thế nào? Tôi mướn ra đưa tôi về là 1.2 triệu. 1.2 triệu, mấy người chạy? 2 người. Đi mấy tiếng ông Tư? Đi từ dưới 8 giờ về đây 8 giờ đêm. Làm sao liên hệ được với cái người chạy đó? Cái đó là chú Chính mướn dùm cho tôi. À, anh Chính hả? Chính ghe đó. Dạ, anh Chính biết rồi. Đó. Rồi, vì sao có quyết định về lại đây? Tôi quyết định về là cũng vì hoàn cảnh, nhưng mà tôi không có nói lên được. Dạ. Đó. Cho nên là tôi cũng nói con tôi, chính quyền địa phương để tôi quay về cuộc đời tôi sống với cái chân này. Nhưng tôi không bỏ con tôi về thời gian nào. Ông Tư về thì chị Cẩm Hường có hay không? Chưa hay. Đó. Để về như vậy thì để mướn được người như vậy thì cũng phải lên kế hoạch rất là lâu đúng không? Đúng. Con biết ông Tư có một cái tâm sự như thế này nè. Trước đây ông Tư á cũng đã muốn về rồi, nhưng mà ông Tư có nói với lại Bùi Hồ như thế này: để cho con cái tôi nhà cửa ổn định đi tôi sẽ về. Đúng. Đúng không ông Tư? Để về chơi, về thăm cậu tôi, quê hương tôi. Con không biết rằng là ông Tư về chơi hay là về để ở luôn. Tuy nhiên mà để mướn một người chạy chiếc xe từ chiếc ghe từ Cà Mau lên đây á thì đây là một cái con nghĩ rằng là
cũng lâu lắm ông Tư mới về lại Cà Mau. Đúng. Dạ. À, thì dầu gần cuộc sống mà, sống chỗ nào vui được thì mình sẽ sống. Đúng. Còn chỗ nào mình cảm thấy nó ổn định hơn thì mình sẽ sống. Về đây có mệt dữ không? Không, về đây tôi khỏe mạnh, vui tươi, hồng hào. Đó, có ông bà sống cuộc đời. Chia sẻ với cô bác cái câu chuyện lúc nãy ha, là ông Tư á, là nói chung là cũng nhờ phước của ông Tư, chị Cẩm Hường mới có ngôi nhà ngày hôm nay. Phải nói là như vậy, và tất cả các cô bác của anh chị Mạnh Thường Quân đều nhận định như vậy. Và Bùi Hồ rất là thương ông Tư một cái câu chuyện như thế này nè. Ông Tư đã trước đó đã cũng muốn về rồi, nhưng mà ông Tư nán lại để cho chị Cẩm Hường có một cái ngôi nhà, ông Tư mới về. Đúng, cũng nói với tôi đồng ý. Tại vì sợ Mạnh Thường Quân về rồi sẽ nói ông Tư này kia nữa. Đó là cái sự hy sinh của ông Tư mà cô bác của anh chị cũng chưa có hiểu được. Ông Tư có một cái mà Bùi Hồ có khuyên ông Tư rất là nhiều lần, đó là nhậu. Ông Tư cũng đã trước đây không biết thì có nghiện rượu hay không, nhưng nhậu cũng khá là nhiều. Trước kia thì con không biết cuộc sống của ông Tư như thế nào, nhưng mà ai thì cũng có một cái sai lầm, cũng có một cái thời quá khứ sai lầm. Và tất cả chúng ta đều là con người thì cũng phải có sai lầm, không lớn thì nhỏ, cũng đúng, phải có những cái phạm sai lầm nhất định. Nhưng mà sửa lại cái được sai lầm đó là một điều quý báu. Và đặc biệt là đối với tuổi già của ông Tư á, thì mình cần một cái sự an ủi nhiều hơn, cần cái sự gần gũi nhiều hơn tí xíu. Có những lúc chén trà ly rượu nhiều quá say xỉn thì lại có những cái lời nói thì nó không được kiềm chế. Đúng. Có những chuyện thì sẽ không chia sẻ hết ở đây. Nhưng mà quay đoạn clip này thì chắc có lẽ là chị Cẩm Hường, anh Sầm Hưng và bên vợ của ông Tư cũng sẽ coi qua. Cũng sẽ coi qua. Và con á, bản thân của tụi con là những người kết nối thôi. Con chia sẻ với cậu Tám ông Tư luôn. Tại vì con người với nhau mà, người ta nói là anh em ruột ở trong nhà với nhau á, thì đôi khi còn cãi vã không nhìn mặt nhau luôn á. Thì con người với nhau, sống với nhau á, thời gian lâu dài sẽ có chuyện. Và không phải là chỉ riêng về ông Tư sống ở dưới hay sao, nhưng mà bất cứ người nào cũng vậy, cũng có chuyện lớn chuyện, hoặc là chuyện nhỏ, nhưng mà mình thông cảm được thì mình bỏ qua được thì sẽ tốt. Đúng. Đúng không ông Tư? Sẽ có chuyện. Và đặc biệt là ông Tư đối với chị Hường là một người rất là xa lạ, đâu có ba mươi mấy năm rồi đâu có biết gì đâu cậu Tám. Thì bảo đảm là sẽ có những cái hiểu lầm cho nhỏ. Thì con cũng như tất cả Mạnh Thường Quân á, là không biết nói gì hơn. Cũng cuộc sống mà, cuộc sống này là của ông Tư sống. Đúng. Tụi con không quay lên mạng đó thì ông Tư vẫn đi nhặt ve chai, vẫn sống ngày bình thường, ăn hai bữa cơm, chiều uống rượu đế bình thường. Cũng bình thường. Và ông Tư vẫn sẽ sống lặng lẽ như vậy, vẫn bình thường. Ông Tư có nói rằng sau này tôi chết tôi lên Nhị Tỳ, tôi ở có cậu tôi đây mà. Nhưng mà lúc mà mình chia sẻ lên thì cứ ngỡ rằng là sẽ có cái kết cục viên mãn, ông Tư sẽ hết cái kiếp sống lên đên, chị Hường thì sẽ không còn cái kiếp sống sống thuê ở trọ để mà nuôi con cái ăn học ấy. Vậy mà sau 6 tháng thôi, thời gian nó rất nhanh rồi mọi thứ nó thay đổi hết. Ông Tư về lại được dưới kia, chị Cẩm Hường cũng có nhà, nhưng mà nó thay đổi quá, phải nói là nó thay đổi quá. Đúng. Nó thay đổi đến nỗi mà khi mà anh em của tụi mình chia sẻ cái đoạn clip này lên đó, thì cô bác quý anh chị nghĩ rằng là các anh em sẽ đã dàn dựng hay là sẽ đạo diễn một cái câu chuyện nào đó để cho ông Tư diễn. Nhưng mà ở đời mà ai diễn được một cái câu chuyện mà nó như vậy. Đúng. Ai làm được một cái câu chuyện mà một ông cụ nhặt ve chai để có thể đi diễn xuất như vậy. Cũng mong là đoạn clip này cô bác quý anh chị hãy cố gắng đồng cảm với ông Tư, thương cho một ông cụ nhặt ve chai, cũng cố gắng là thông hiểu cho chị Cẩm Hường, cũng số phận một người phụ nữ phải nuôi hai con nhỏ ăn học. Khi được giúp đỡ rồi thì đi về, thì là thời điểm này là thời điểm rất nhạy cảm khi ông Tư phải về đây, đúng không cô ta? Người ta sẽ xỉa xói, người ta sẽ nói này nói kia rất nhiều luôn. Đúng, luôn biết. Ai cũng sẽ là người chịu đựng. Bảo đảm rằng là người ta sẽ nói ông Tư á, ông Tư là một người ngang bướng.
con cái có nhà không ở ở dưới ghe. Người ta sẽ nói rằng ông Tư tại sao không ở dưới mà chạy về đây. Người ta nói rằng chị Cẩm Hường có nhà cửa ổn định rồi á, là đuổi ông Tư về trên này. Mọi người sẽ nói rất là nhiều, hàng trăm hàng ngàn bình luận. Người ta nói 9 người 10 ý, trong khi đoạn clip có thể là được 1-2 ngàn người xem đó, thì cỡ 3 ngàn bình luận là chuyện bình thường. Đúng. Cũng mong rằng là đây là đoạn clip mà Bùi Hồ không muốn chia sẻ bất cứ đoạn clip nào về ông Tư nữa. Và chị Cẩm Hường có nói Bùi Hồ, như Bùi Hồ nhắc lại, ngày mà ông Tư á không ăn cháo được, không uống được, ông Tư nằm thì chị sẽ rước về, chị săn sóc. Chúng ta đừng nên phán xét những người nào khi chưa có một cái kết cục cuối cùng. Chúng ta hãy đợi rằng sau này khi mà ông Tư trăm tuổi già thì sẽ như thế nào. Cuộc sống mà bây giờ nó ngắn ngủi lắm. Đúng. Nó cũng nhanh lắm ha ông ba. Con muốn nghe cái cảm nhận của ông ba như thế nào khi ông Tư về. Ông ba nói đi. Theo như là không có một cái lý do gì hoàn cảnh thì mà một cái nào áp bức ổng á, bức xúc ổng mà ổng rời bỏ viên sở, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ con, bỏ cháu về đây đứt đoạn lắm. Rồi mình thấy là mình là ngoại cuộc đi, ngoại cuộc mình còn rất là trong nghề tổng bớ, phải có một cái lý do nào đó ổng bức xúc là ổng mới về. Bây giờ thì mình sẽ không nói về cái câu chuyện là vì sao ông Tư về nữa, mà hãy nói là ông Tư về đây nếu như mà sống vui lên, sống vui hơn thì ông Tư cứ ở đây thôi. Chứ bây giờ về thì cũng đã về rồi. Nhưng mà giờ đây ông ba vui không? Ở bây giờ gom về đi. Bây giờ anh em là 6 tháng mấy rồi ông về đây đó, muốn là tình vinh nghĩa đệ đó, tình vinh đệ đó. Về đây là mình cũng hàng gắn là mình cũng nhớ ông lắm. Trước tiên là ông về dưới là mình cũng xuống dưới, phải không? Thời gian xa cách là 6 tháng gì đó, ông về đây đó, mà trả lời về đây mình vui. Cái chuyện đó, chuyện cũ mình không nói tới, nhưng mà mình nói là chuyện mới đêm về đây cũng như tình bên đại cũng trước thì sao trước là mình vui mừng rồi. Con mong rằng khi ông Tư về đây thì ông ba với ông Tư sẽ đùm bọc với nhau sống giống như là trước đây, trước khi về Cà Mau ha. Cũng hai người cố gắng an ủi, chiều làm một vài xì rượu đế cũng không sao. Nhưng mà tuổi già mà khi mà buồn bã thì mình mượn rượu giải sầu thì để ngủ, nhưng mà đừng uống nhiều quá tại còn sức khỏe nữa. Cũng cô bác anh chị cũng thương cái tình cảm của ông ba đã dành cho ông Tư nhiều lắm. Cũng mong là ông ba với ông Tư sẽ gọi là bà tri kỷ với nhau mà, thì cố gắng đừng bao giờ cãi giả nhau gì cái chuyện nhỏ hay chuyện lớn gì ha. Thôi bỏ quá rồi mới cãi. Ông dứt khoát à. Thương là thương, chắc là chết. Không bao giờ cãi giả. Không có nghĩ là ông cãi lộn cho á. Mặc áo đôi luôn kìa. Bây giờ chắc có lẽ là con nhờ cậu Tám chia sẻ, thấy cậu Tám có một chút tâm tư gì hả cậu Tám hả? Cậu Tám nói với tôi á thì tôi thấy quê hương Hậu Giang Cà Mau cũng là quê hương của ông Tư. Thì ông sống này thời gian này ông có tình có nghĩa, thì ông về Cà Mau thời gian này sum họp với con cái với cháu chắc này nọ đó, thì cũng là quê hương. Mình nghĩ là ông về dưới thì cũng gặp con, gặp cháu này nọ, gặp vợ này nọ thì vui lắm rồi. Thì mà ông muốn về đây chơi như là ông ngoài hai quê hương đó, đâu lâu ông về Cà Hậu Giang chơi tại ông còn khỏe, phải không? Khi ông còn giới cũng thu nhập được, rồi ông ở dưới ông nghĩ thì cho con Thường nó lo lắng, con cái nó lo, thì ông không muốn. Ông muốn tự lập từng đầu hết sức quách đông mệt cho ông về con nó lo. Chơi chứ ở không rồi đâu có được. Đợi con lo con góp tiền đâu có được. Dạ. Ý ông vậy là tôi nghĩ là vậy đó. Thì ông Tư về đây được giống như cậu Tám vậy đi, về để chơi vui thôi. Chứ nó cũng không có cái chuyện gì cả. Thì tôi nghĩ vậy đó. Con không chia sẻ đoạn clip này lên đó thì chắc quay lại cô bác chuyện mình đồng quân cho ông hiểu là ông Tư về như thế nào. Con chỉ mong rằng là mọi chuyện nó sẽ giải quyết một cách yên đẹp nhất. Ngày hôm nay đến đây á, con thay mặt cho con thay mặt cho chị Cẩm Hường. Trước đây thì con với chị Cẩm Hường có đi gửi cái số tiền là 15 triệu từ mạnh thường quân của con để mà làm sổ tiết kiệm cho ông Tư để ông Tư vững vàng. Thì chị Cẩm Hường không có lên được thì con có
nhận lại cái số tiền này chuyển khoản từ chị Cẩm Hường là 15 triệu. Vì ông Tư sống ở dưới ghe á, nên là nữ là ông Tư sẽ giữ số tiền lớn thì không được, rất là nguy hiểm cho ông Tư. Đúng. Nên con sẽ trao cái số tiền này nhờ cậu Tám đại diện giữ giùm. Có thể là cậu Tám sẽ đi làm sổ tiết kiệm cậu Tám đứng tên hay như thế nào đó, giữ cho ông Tư dưỡng già. Đây là số tiền của Mạnh Thường Quân. Trước đây Mạnh Thường Quân cũng hỗ trợ rất là nhiều, nhưng mà sau này nhận thêm số tiền nữa dồn được 15 triệu thì con gửi lại. Đây là con gửi là cậu Tám biết, con gửi cho cậu Tám với ông Tư. Rồi. Cậu Tám giữ ha. Rồi, tôi chấp nhận. Rồi, cậu Tám tiếp lại giùm con. Dính đây vậy? Biết có dính đâu. Để con đếm nha. Đếm đi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 đúng rồi. 15 15 đó. Nãy chắc cổ Tám đếm nó dính đó. Dính. Đây là số tiền 15 triệu mà từ Mạnh Thường Quân gửi cho ông Tư để mà làm sổ tiết kiệm. Với tôi ý kiến chú Tư vậy nè, bây giờ giữ tiền mặt hay hoặc là làm sổ tiết kiệm cho chú? Chú giữ tiền mặt đi, cậu giữ tiền mặt đi, để tiền rồi con trao đổi với cậu trong này. Đi. Vậy là con bàn giao xong cái số tiền của chị Cẩm Hường, nhờ con chuyển lại cho ông Tư ha. Rồi đúng rồi. Dạ. Thì tạm thời tôi giữ giùm ha. Rồi, cậu giữ giùm con. Cần thiết thì lấy xài. Dạ. Nhớ là uống rượu ít thôi ông Tư. Đúng. Dạ. Tôi cũng cảm ơn bà chú với chồng nước ngoài nước cũng thành thật, cũng phương trình giúp đỡ cho tôi là được lên mạng, rồi được gặp con, được về quê hương con, biết cháu ngoại này nọ đó. Nhưng mà hoàn cảnh của tôi không thể nói lên được. Chương trình cha con tôi sẵn là mấy chú này có bắt là cha con tôi nói chuyện, con tôi khóc thật quá, tôi vẫn khóc, tôi không bỏ con tôi mà bị hoàn cảnh gặp của tôi quá, mà con không có ai, tôi không nói gì. Nhưng là trong nước ngoài nước cô bác gần khác để tôi chịu ôm ổn đời tôi, còn con tôi thề tôi không bỏ đó, tôi về đây đó, tôi nhớ cái chào nghịch bình thường như hồi xưa. Chừng nào cha được chiêu một hay chiêu bạn, cha đi xuống dưới thằng con thằng cháu, cha có thể đi, cha trở về, con cha biết con cũng khổ rồi nọ, rồi cha con còn lo hai đứa cháu ngoại ăn học, rồi đây con đưa con của con đi sử dụng rồi này nọ đó, thành ra cái khổ kẻ nó ra nó vô cũng không để vô đầu óc tôi đó, mà nói ai thì tôi không nói tặng đó vậy thôi. Nói tới thì nói lui lại thành nữ là thành nói nhiều. Thành nữ có câu chuyện xúc động thì ai ra đi mà không để lại cho người ở lại cũng có nỗi nhớ. Và thậm chí người ra đi thì chấp nhận ra đi thì cũng phải có một cái nỗi đau. Người nào cũng vậy đúng không cô ta? Cái câu chuyện nào nó cũng vậy hết. Sống ở đời cuộc sống mà nó phải có những cái thăng trầm, có những cái nốt thăng trầm trong cuộc đời. Nên là nữ là ngày hôm nay á, thì muốn chia sẻ lại để mà trao tiền cho cậu Tám giữ cho ông Tư nè. Muốn quay lại cuộc sống ông Tư vì lên đây ở cảm thấy nó thoải mái với cuộc sống sông nước nhiều hơn. Con cũng mong rằng là tha thiết rằng là cô bác quý anh chị khi xem được đoạn clip này đó, mình không nói được những cái lời tốt đẹp cho những người ở trong cuộc á, thì mình có thể bỏ qua.
hoặc là mình đừng bao giờ bình luận cho rằng người đó họ không tốt hay là như thế nào. Thì biết đâu những lời nói đó nó là sẽ cho người khác đau, và thậm chí là khi mà áp lực lớn quá thì họ sẽ có một cái suy nghĩ tiêu cực, thành thử ra mình sẽ mang một cái điều gì đó tội lỗi. Cũng mong rằng cô bác quý anh chị hoan hỷ khi anh em chia sẻ đoạn clip này lên mạng ha. Cũng một lần nữa thì chân thành cảm ơn tất cả các cô bác quý anh chị, tất cả các mạnh thường quân đã đồng hành với Bùi Hồ, với các anh em đã giúp đỡ cho ông Tư, cho chị Cẩm Hường và cho cháu ngoại của ông Tư có cơ hội gặp nhau, có được cái ngôi nhà khang trang. Và cũng xin chúc sức khỏe quý mạnh thường quân luôn dồi dào sức khỏe, luôn dạng sự lành. Và chắc có lẽ đây là một trong những cái đoạn clip mà riêng đối với bản thân của Bùi Hồ thì sẽ tạm thời là sẽ ngưng nhắc về câu chuyện của ông Tư, vì đến thời điểm này nó đã quá dài cho một cái câu chuyện của một ông cụ nhặt ve chai. Còn bây giờ thì chắc có lẽ là xin chào và hẹn gặp lại cô bác quý chị ở clip sau ha. Rồi xin